đâu ta? Bông cái bông nha. Người dắt con đi. Con đếm. Nó. Chọn cái mèo bự đó. Ê, con đi rồi, gãy. Ông sợ gãy giật, ông giúp cho hai con được. Giỡn giỡn luôn. À, nó phóng vô giỡn rồi. Quá trời bóng tượng. Cá đó cũng là trên ký chân luôn. Mày trắng. Ồ, con rất con tươi đó. Kìa, cá chập. Cái bóng quá to rồi. Cá ngựa. Cá tới rồi đó. Ừ, con cá kìa. Ủa, cá đó cũng người trên ký trần chứ bộ. À, cá đó gần 2 ký á. Nó trâu nhỏ nhỏ, nó dễ nặng lắm. Cá này trắng anh thấy bự bự chứ. Trời ơi, cái bộ, cá này đây bự. Quá. Cậu tôi biết nó dọn lúc này đó. Từ từ nha, hết sức bình tĩnh nha, đừng chích bậy nha. Tao xuống. Hả? Xuống hả? Chưa. Mày trắng, mày trắng. Nãy khỏi xuống, xuống. Ủa? Xuống lên mày. Đang hết chích nghỉ rồi. Ồ, con rất còn tươi á. Ý, rồi. Trời ơi, giỡn. Kìa cá chạch, đây đây, ngay đây luôn, Ủa, đặt cắn vợt nghe con. Còn không có bóng kìa. Bỏ hết nè anh. Cái bóng quá to luôn rồi. Ô, ô, hai cái bóng luôn hả gì? Ừ, con hả? Con cá ngựa. Ê, nãy đây, ngay đây, đây. Nuôi không? Ăn cá hết chưa? Không không? Trời ơi, mẹ chịu. Trời ơi. Mẹ nó thằng này ngồi trời con cá tới thời cá. Ừ, con cá kìa. Ở đâu? Đừng bỏ vô thùng nó quậy chết con cá bóng. Ăn chết hả? Trời ơi, con cá này. 3 ký nhìn dữ nữa. Có bự rồi. Dính con cũng được được con ha. Nó vét bờ đi, vét trên trên bờ chắc hai bên không à, đâu có mà phà với đứa đâu. Đâu có phà đâu. Trên bờ nó vét. Cái sáng nó đưa ra đâu có tới. Bồn cá bóng này nha. Nó cũng bự. Đầu đàn đó, nãy giờ được 2 con.
cá mũi tượng bự đi. Dầu bự đó. Ngoài chạy lại lum đó, cá mè đầu đàn nữa đó. Ba em ha, ba em bự đó. Đó, cho trời gãy à. Ồ nó bự à. Con đó bị tê nãy quá. Về lại chút. Bự đi đâu hết. Nó cằn eo rồi ông ơi, tại cái mương ra bự á. Ồ, cá lóc kiến. Đến mấy cái hang bự bự không à. Nè mẹ ơi. Ủa má ông kỳ rồi miệng nhà nó làm gì vậy? Đâu? Cá lóc kiến mọi người. To. Ôi trụ. Giết anh em ta. Cái gai nghe, cái gai cái dù đén cái chăn cái giò này kỹ ơi. Chết đâu, ngắm chết không ai ấy. Chết đâu, sát bên này. Đén nữa hả? Đén nhỏ ha. Người giết con đi. Con đếm. Ngột, ta cho bên đây ngột. Đó, 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 đó. Ôi, con cà phê này. Nhảy hoài luôn. Cái đầu kiến. Đấy, một con cá lóc kiến nữa. Đó, mẹ. Giả tỷ mình để đẩy vợt ra giờ tiếp rồi ha. Ừ, để ra ngoài sau rồi á. Không nói đủ vàng nào chết chứ có thằng mày ơi.
xíu một nào chứ. Giữa nó cái đều. Ngay cục đất còn nhiều lắm. Nó. Đây hay sọt lên 100 kg đó. Bầu đó chắc cỡ 70 kg rồi. Không có được không hết. Đầy cá giò mà vô này cứng liền luôn nha. Vậy là giật người ta hết đồng đi. Phản xạ tự nhiên. Nhắm tay vô rồi mày, nhắm tay. Cái thiệt đấy của anh. Đó là ông cái này. Quá gì mà dữ nè. Còn cái gì trong nữa. Cái này tự giác rồi. Nó đây đó. Lúc đoạn thiệt thiệt này. Gọn gọn cho nó sạch. Cá giò chết bự quá không sống lấy ra trời. Cái này nè. Thiệt đâm đó gì? Qua gì? Xịn cái gì? Chưa xịn đâu. Chưa. Lụm lên coi mày. Lại đâu? Cái còn thô được. Cái thiệt nè, thôi thì tôi sai, thì tôi lộn quá thiệt một cái là 4-5 thằng lụm một cái em thôi. Chứ đâu có dám. Đâu có ai chứ dưới được. Và nó lùi lũi vậy nó chết rồi. Lũi đó vậy. Yếu lũi nó kẹt rồi. Chưa căng kìa. Gãy cái giật các bạn. Lấy cái đồ. Không lấy cái đồ kia. Cái điện vô vậy nha. Múc cái đầu quá. Trời ơi mày chết đi mày bỏ nó cho bác Năm mày ngồi ông lộ xuống vớt hả? Ở trong này đủ quá, đi bốn thằng lớn nhất là phải chịu trách nhiệm thôi chứ. Nói gì chứ. Trời chứ nãy bắt tôi chống thêm quận nữa được trốn thiệt không mà. Thiệt mà. Này quay thu gần lại vậy. Thấy gõ găng. Cái vụ này hồi năm thịnh nào vậy? Mới sần qua đó. Khô được. Trái đó tôi mắc còn tươi mà. Ừ, còn tươi chết chưa sao? Nó sinh cái bụng hả? Không muốn mặn bá thế luôn. Em lên mặn khô đi. Đưa cho ảnh mặn đấy. Ai mặn đấy. Ừ. Thôi. Không ấy mặn đâu. Thôi xuống suối ra. Không mặn được thôi chứ. Mặn là mặn chảy xuống dưới đó rồi thuốc bắt luôn. Chịu nổi luôn. Đó. Bắt qua bên tả không không lo vô chứ dở lên thật gì nổi lo vô không vô hai con luôn kìa năm chơi bảo hiểm ta. Ê, con được rồi, gãy. Ổng sợ gãy giật, ổng còn dính vô hai con lượt cho nhỏ. Đi kì bên thả cặp cho anh mến này đi. Kìa, giục lên rồi, giục cái vô đó em xách cái bệnh, trời dưới đi. Trời ơi, vô đếm nữa kìa. Nó, mấy cái vô nhỏ này thả mới im hơn cá bự nè. Con nào thả miết kỹ dữ á. Ôi, bay bánh sắt chưa sắt. Để cho nó bự. Nó chân mình hả? Nè ông quay ra đây đứng đây bơi chú này tôi lên rồi lấy hai cái rồi đếm năm thôi bắt luôn lấy bắt lớn tụi con chứ con một bè thì nhất chừng kẻ đi chăng cái gì được rải đi thấy cái vô đếm hả? Ừ, hai con cho thấy điểm này. Bệnh số 2 nè. Đây con nè. Bệnh số 2 nè. Còn chấm thì thấy lên con nữa. Để mạnh lên luôn đi. Bà cá tiếp mới. Chết không? Chấp chấp gì? Để chơi, lẹ chơi. Thấy cái kìm ở dưới cái chỗ giò của kia. Hồi nó này trời. Thấy cái giò bẻ ra luôn.
Trời ơi, có mè bự đó. Từ từ, còn sao không có trôi nữa kìa. Bây giờ nghỉ thiệt á, bây giờ đứng lên cày kéo vô. Kính. Kính hả? Kính. Cái nữa vô trống qua nè. Đúng rồi, cá mẹ có tiền bạc. Hai cá mẹ nó chưa bằng con sắt lát. Đó nướng mới ngon nhất. Đừng bự nữa. Tình trạng này mà vô cái cổng là có thể từ bằng đến nhiều hơn qua nếu mà. Tại vì mình thả ra ngoài hết một số cá trâu chứ cá vô đáng kể rồi. Trôi mắt quá bắt nổi bởi. Không có mẹ à. Không có mẹ đâu. Ôi trời ơi, nó ấm rồi. Tới luôn à, chú, qua. Tới này thì con giấc thêm à. Hỏi mẹ nấu gì, sáng giờ tôi bắt cá trâu hết rồi. Rồi. Đó. Ghê ha. Để chó mà tính giá cũng hữu nghị quá ha. Ông mà con nói đi để mà chính xác không? Ừ. Kêu ổng được căng. Đổi bển đi. Ổng hơi căng được, nếu căng thì bán cho đúng giá. Sao căng hết căng cho đúng luôn. Đập nước ngắn. Đỡ.
đi dòm tao. Nằm ở đây nè. Đi dòm tao. Đảo đảo lên sao? Đây, đừng bóp nha. Rồi. Ngồi dài đây đừng có mấy con cùng dài cái mèo. Không thấy gì chứ đủ mà giật một mỗi lần bị giật là thục khúc. Tôi thề luôn đó. Thiệt luôn á. Giật thục khúc hả? Ừ. Con tôi chưa lấy dấu, lấy giống nha trời. Vậy tao nói mà lỡ mà giật tao hơi đậm là nó tao kêu hoài à, nó đi đập cho nó chết luôn, tao giận nó quay hoài. Giận bạn nó hoài.